Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên vào năm 2001, cho đến nay, sau 13 năm triển khai, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 200 ca ghép thận. Buổi lễ tôn vinh người hiến thận tự nguyện nhân dấu mốc 200 ca này được đơn vị tổ chức vào sáng ngày hôm nay không chỉ là sự ghi nhận những tấm lòng cao cả, mà còn là dịp để các cán bộ y bác sĩ tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn. Tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Phú, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã điểm lại những cột mốc đáng nhớ về công cuộc ghép nội tạng, đặc biệt là ở hai lĩnh vực ghép tim và ghép thận của tập thể y bác sĩ bệnh viện. Tính từ ca ghép thận thành công đầu tiên vào ngày 21 tháng 7 năm 2001 cho đến nay, bệnh viện đã tiến hành mổ ghép thận thành công 200 ca. Điều rất đặc biệt là sự an toàn tuyệt đối của 400 người đạt tỷ lệ 100%. Đây là một kết quả hết sức thuyết phục, có thể so sánh với các trung tâm ghép thận nổi tiếng trên thế giới. Bệnh viện Trung ương Huế cũng dành sự tri ân đối với những người đã tự nguyện hiến thận để cứu các bệnh nhân. Nguồn hiến tạng ở nước ta hiện nay vẫn còn rất hạn chế, trong khi số bệnh nhân đăng ký chờ được ghép lên đến hàng chục nghìn người.